Xin trân trọng kính chào quý giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Hôm thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Donald Trump cho biết ông và đệ nhất phu nhân Melania Trump bị dương tính COVID-19. Ông có gửi ra cái video bảo tôi khỏe mạnh, không vấn đề gì cả, hơi sốt tí xíu này kia, thứ tôi sẽ vào bệnh viện Walter Reed vẫn làm việc trong đó để coi như đề phòng không có chuyện gì quá đáng xảy ra. Tức là đại khái nếu tôi vô đó mà có chuyện gì là có đầy đủ tiện nghi rồi, tôi không có phải ở trong tòa bạch ốc. Đó. Thì năm nay ông 74 tuổi, cao hơn 6 feet, nặng 230 pound, chỉ số PNE của ông khoảng là trên 30, đó là cái điều không tốt. Còn nói chung là ông hơi mập. Đó. Cái đó là mình phải nói tướng tao to mập mà chúng ta thấy mấy lần ông mặc cái gọi là đèo đồ đánh góp, chúng ta thấy có bụng. Đó. Thì ở cái tuổi đó thưa quý vị, thống kê của các y tế, tổ chức y tế thế giới cho thấy là 80% những người mà chết vì COVID-19 nó ở cái độ tuổi 65 trở lên. Ở đây chúng ta không trù chiết ai hết, nhưng mà kể cho quý vị nghe, nước Mỹ rất là độc đáo. Họ phải tính toán tất cả mọi cái khả năng gì có thể xảy ra, bởi nước Mỹ không bao giờ để một giây phút nào mà không có lãnh đạo. Tôi nhớ cái hồi năm 1963 khi mà Tổng thống Kennedy bị ám sát ở Dallas, người ta đưa ngay cái ông phó tổng thống Johnson lên máy bay đi, và trên máy bay có một chánh án liên bang tuyên thệ ngay trên máy bay liền. Khi mà biết trên đường ông Johnson đi đó, thì biết ông Kennedy tắt thở là tuyên thệ ngay trên máy bay luôn. Rồi nếu quý vị còn nhớ cái hồi 911, cái vụ mà khủng bố tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, ông Bush con lúc đó đang ngồi đọc sách ở tại Florida, họ đến báo liền là ngay lập tức máy bay đưa ông đi qua một căn cứ bên Nebraska, giấu ông ở đó liền. Thì họ sợ ông biết chuyện gì xảy ra. Còn lúc Dick Cheney cũng được đưa đi một chỗ khác, lúc Dick Cheney cũng là phó tổng thống, đó, đưa chỗ khác. Để không bao giờ có một sự gọi là ngắt quãng vấn đề lãnh đạo của Mỹ. Thế thì bây giờ đó, ông Trump người ta hy vọng là ông khỏe mạnh trong những ngày tới, ai cũng cầu nguyện cho ông hết. Nhưng mà mình cũng không loại trừ khả năng về mặt khoa học, với cái độ tuổi như vậy và với cái chỉ số PNE như vậy, có thể ông sẽ không bình phục, nhưng mà cũng không có tắt thở, nhưng mà coi như là không có khả năng lãnh đạo. À, thì bây giờ trường hợp nếu xảy ra thì nó sao? Họ phải tính. À, thì luật pháp của Mỹ, hiến pháp của Mỹ nó có những điều quy định rất là rõ ràng, thấy không? Ví dụ nó có cái tu chính án số 25 trong cái điều khoản số 3. Và tu chính án này được thông qua hồi năm 1967, sau cái vụ mà ông Kennedy bị ám sát năm 63. Thì nó có những trường hợp sau đây. Nếu ông Trump không đủ khả năng lãnh đạo thì ông sẽ phải viết cái giấy tuyên bố tôi không có khả năng. Thì lúc đó ông phó tổng thống Mike Pence sẽ thay thế và sẽ tuyên thệ làm tổng thống tạm thời, như quý vị, gọi là acting president. Cho đến một lúc nào đó ông Trump tỉnh táo lại bảo ok, bây giờ tôi có khả năng lãnh đạo trở lại, thì ông Trump lại viết cái đó, thì ông Mike Pence trở lại làm phó tổng thống, ông Trump thành tổng thống trở lại. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai là trong nội các của ông thấy rằng ông không có đủ điều kiện để mà lãnh đạo, thì họ sẽ yêu cầu ông phải chuyển giao quyền hành tạm thời cho phó tổng thống. Nhưng mà cái này chưa bao giờ xảy ra, bởi trong nội các có tới mười mấy hai chục người đều có một sự đồng thuận rất khó. Trường hợp thứ ba là quốc hội phải có 2/3 đồng ý bảo là ô, ông Trump không đủ khả năng đạo thì chuyển giao quyền hành đó cho ông phó tổng thống Mike Pence. Và sau đó đó, nếu mà ông Trump bảo ok bây giờ tôi trở lại được rồi, thì lại do quốc hội lại quyết định nữa. Nếu quốc hội bảo rằng ông chưa đủ khả năng thì ông Mike Pence tiếp tục làm tổng thống cho tới khi có cuộc bầu cử mới. Đó là những nguyên tắc của nước Mỹ, thấy không? Đó là những nguyên tắc của nước Mỹ. Bây giờ trở lại cái nguyên tắc đầu tiên mà là dễ nhất, là khi mà trao quyền tạm thời giữa ông tổng thống và tổng thống thì thường thường nó không có lâu. Ví dụ ngày 13 tháng 7 năm 1985, khi mà tổng thống Ronald Reagan sơ ruột, thì ông đã ký một cái bức thư giao cho ông tổng thống Bush, lúc đó là phó tổng thống của ông Reagan, làm tạm thời làm tổng thống từ 11:28 cho tới 7:22 tối, coi như là bao nhiêu, có chưa tới 7 tiếng đồng hồ, chưa tới 6 tiếng đồng hồ, quý vị thấy không? Đó. Sau đó mổ xong, tôi soi ruột xong, bởi lúc mà soi ruột là đánh thuốc mê, họ không biết gì hết. Ông phó tổng thống được làm tổng thống tạm thời trong khoảng 6 tiếng đồng hồ. Ngày 29 tháng 6 năm 2002,
Tổng thống Bush con cũng sử dụng cái quyền hạn này, điều khoản số 3 của Tù chính án 25, tạm thời trao quyền cho ông Phó Tổng thống Dick Cheney khi ông cũng đi sờ ruột luôn. Và nó xảy ra vào lúc 7 giờ 09 phút sáng cho đến 9 giờ 24 phút sáng. Tức là bao nhiêu? Có hơn 2 tiếng đồng hồ. À, hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà thực ra là chỉ là tạm quyền đó. Nếu có một cuộc tấn công của nước ngoài hay là gì đó, thì cái ông mà quyền Tổng thống đó là sẽ phải điều khiển, bởi vì ông Tổng thống đó hôn mê rồi. À, đó. Rồi một lần mới đây nhất, ngày 21 tháng 7 năm 2007, cũng ông Bush con chuyển giao cái quyền hành này cho ông Dick Cheney, cũng đi soi ruột từ lúc 7 giờ 16 phút sáng đến 9 giờ 21 phút sáng. Đó. Thì đó là cái khoảng thời gian đó là người ta nghĩa là chuyển giao quyền hành tạm thời. Thì đó là trong cái trường hợp mà Tổng thống bị coi là không có đủ khả năng để mà điều hành đất nước. Mà trở lại cái chuyện mà Quốc hội đó, thì khi mà thấy Tổng thống mà không đủ khả năng mà lãnh đạo đất nước, thì trong vòng 48 tiếng tức là 2 ngày trời, Quốc hội phải nhóm họp liền, phải làm cái chuyện mà như tôi nói hồi nãy đó, là họ phải thông qua rồi đồng ý. Thì lúc đó bắt buộc là ông Tổng thống phải trao quyền cho ông Phó Tổng thống, và như tôi nói hồi nãy, cho tới khi mà trở lại. Bây giờ nếu trong trường hợp ông Trump cũng bệnh, ông Mike Pence cũng bệnh thì sao? Cả hai ông bệnh luôn. À, có thể có trường hợp là luôn xảy ra. Thì nó lại có một cái luật khác được thông qua vào năm 1947, là nếu cả hai người Tổng thống và Tổng thống không có thể điều hành đất nước. Tức là ví dụ thì mình trong cái ví dụ thì họ phải tính hết nha. Cái nước Mỹ họ tính hay lắm, họ tính tất cả các kịch bản. Giả sử nay mai ông Mike Pence cũng có thể cũng bị lây Covid-19 ở đâu sao? Đó, mình không biết được. Hai ông đều không ngại. Thì lúc đó chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi. Đó. Mình đang tính trong những ngày tới thôi, còn tính xa mình chưa biết bà Nancy Pelosi sau bầu cử có làm chủ tịch Hạ viện không, mình chưa biết. Nhưng mà tạm thời hiện nay là bà Nancy Pelosi. Lúc đó bà Nancy Pelosi sẽ là tổng thống tạm thời. Đó. Tổng thống tạm thời. Đó. Nếu bà Nancy Pelosi cũng bị luôn thì nó giống như trường hợp mà tổng thống của ông bị chết rồi đó. Thì bà Nancy Pelosi giả sử không cũng bị bệnh luôn, không làm được, thì người kế tiếp đó là thường vụ của thượng viện, đó là cái người mà làm lâu năm ở trong thượng viện, và most likely phần lớn nó sẽ là cái ông Mitch McConnell, tức là lãnh tụ đa số của thượng viện. Rồi nếu Mitch McConnell cũng bị luôn thì lúc đó mới tính vô nội các. Thì trong nội các thì cái anh mà bộ trưởng ngoại giao là bộ được lập đầu tiên, tính theo là ranking theo sự gọi là lâu năm của anh nào, thì cái bộ ngoại giao của Mỹ được lập là đầu tiên, thì anh đó là cái anh Mike Pompeo là mới được kế tiếp. Nhưng mà tất cả những cái này chỉ là tạm thời, quý vị. Từ chủ tịch Hạ viện trở xuống nó gọi là tạm thời cho đến khi có cuộc bầu cử mới. Đó. Đó là cái kiểu mà nó gọi là theo cái luật kế vị của nước Mỹ. Đó. Rồi bây giờ đó là cái trường hợp mà gọi là gì? Không điều hành được đất nước, đúng không? Không điều hành được đất nước. Thế còn bây giờ giả sử nó có cái chuyện như thế này. Từ giờ đến ngày bầu cử, ông Trump một á, là ông bảo bây giờ tôi mệt quá, bệnh tình như thế này, tôi không muốn làm tổng thống nữa, tôi rút, mà tôi không cần biết mấy anh làm gì, mà tôi về mà tôi dưỡng bệnh, mà mốt tôi đến góp mà chơi. Hoặc là một điều tệ nữa, nếu bị tắt thở, nếu nha, thì tình hình nó đi về đâu? À, trong cái đợt bầu cử này nhá, nó có nhiều cái phức tạp, một lý thú lắm, sẽ trình bày cho quý vị. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về cái luật kế vị ở tại Hoa Kỳ. Trong trường hợp một lãnh đạo của Mỹ có mệnh hệ gì? Không có khả năng lãnh đạo bởi vì có thể bị một cái gì đó, bệnh này kia trong trường hợp, hoặc là có thể bị tắt thở như trường hợp mà hồi đó ông
John Kennedy, hoặc là bây giờ trong mùa bầu cử, chúng ta tính bây giờ còn có khoảng một tháng nữa tới ngày bầu cử, có thể rút lui. Thì bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Bây giờ trước hết mình thử tính coi, giả sử ông Trump bảo giờ tôi mệt quá, tôi rút lui, tôi không ứng cử nữa, anh muốn làm gì anh làm, thì chuyện gì xảy ra? Lúc đó thưa quý vị, theo luật Đảng Cộng Hòa phải tiến cử ứng cử viên mới. Có thể họ tiến cử Mike Pence lên rồi kiếm ông khác thế vô chỗ Mike Pence, cái chuyện đó mình không cần biết. Tôi cho ví dụ như họ đưa Mike Pence lên là ứng cử viên tổng thống, rồi có thể là mời ông Kevin McCarthy là dân biểu mà lãnh tụ thiểu số của Cộng Hòa Hạ Viện vô làm phó tổng thống được, nhưng mà họ phải thông qua đại hội. Thì hiện nay đó, cái ủy ban trung ương của Đảng Cộng Hòa nó có 168 thành viên ở 50 tiểu bang và 6 thành phố lãnh thổ. Họ sẽ bầu dễ thôi, không có gì khó cả. Khuyến khích đi bầu rồi kia, họ 168 người rồi, bây giờ họ bầu, họ chọn được người rồi thì sao? Bây giờ họ phải đổi cái tên của ông Trump ở trong các lá phiếu, bởi vì bây giờ 50 tiểu bang và các lãnh thổ của Mỹ họ đã in phiếu xong rồi, không có lấy được cái tên ra. Thế giờ phiếu in rồi thì lúc đó nó tùy theo tiểu bang, nó có cái ngày hạn chót để anh đổi tên. Bây giờ tôi đổi lại, in lại hồ sơ, trả tiền, chuyện nhỏ, tiền là chuyện nhỏ. Nhưng mà 50 tiểu bang như vậy thưa quý vị, liệu có làm được không? Nếu bây giờ các tiểu bang họ bảo, ê, tôi quá hạn rồi. Tôi nói ví dụ như một tiểu bang nào đó bảo, bây giờ quá hạn rồi, không thể đổi tên được nữa, thì có thể Đảng Cộng Hòa toàn quốc sẽ kiện lên tòa. Kiện lên tòa, được. Và nếu tòa có xử chăng nữa, có thắng chăng nữa, cũng lúc đó mới là phải in lại. Nhưng mà thưa quý vị, mới với 30 ngày bầu cử, còn khoảng một tháng bầu cử, chuyện đó trên thực tế là không thể làm kịp. Không thể làm kịp. Hàng bao chục triệu, bao nhiêu chục triệu lá phiếu in hết rồi. Quảng cáo này kia thứ, bây giờ tự nhiên đùng cái ông Trump bảo giờ tôi không muốn làm nữa, tôi không muốn ứng cử nữa. Thì coi như sao? Ông Trump vẫn còn có tên trong đó. Vẫn còn có tên ở đó. Và vẫn tiếp tục bầu cử. Đúng chưa? Rồi giả sử như trong cuộc bầu cử, mình không tính ông Biden, nếu ông Biden mà thắng cử thì coi xong rồi, không nói chuyện đó. Vì mình đang nói là bỏ Biden qua bên. Ông Biden thắng cử thì đơn giản quá. Nếu ông Joe Biden, ông Trump mà thắng cử mà ông không có, ông có tên mà ông không muốn làm tổng thống, đó, thì sao đây? Giả sử ông bệnh nặng, ông bệnh nặng, ông qua đời. Sau ngày bầu cử thì nó dễ. Ông Mike Pence tự động lên làm tổng thống. Thấy chưa? Tự động làm tổng thống. Nhưng mà chỉ làm được tới ngày 20 tháng Giêng, 12 giờ trưa ngày 20 tháng Giêng năm 2021 thôi. Hết nhiệm kỳ. Đúng không? Thế bây giờ làm sao đây? Bây giờ mà ông Trump ông không còn nữa thì ông đâu thể nào ông tuyên thệ tổng thống được. Đúng chưa? Mà ông không tuyên thệ tổng thống được thì ông Mike Pence không thể là phó tổng thống để mà thay thế tổng thống. Kẹt. Thế giờ thì lúc đó đó Hạ Viện phải bầu tổng thống. Thì nó lại trở lại công thức mà tuần trước tôi kể cho quý vị, mỗi tiểu bang chỉ được một phiếu mà thôi. Và tiểu bang nào có nhiều dân biểu hơn của Đảng Cộng Hòa Dân Chủ, tôi nói ví dụ một tiểu bang là 21 người, 10 Cộng Hòa, 10 Dân Chủ, coi như Cộng Hòa lấy cái phiếu đó. Và theo công thức đó hiện nay là Cộng Hòa đang kiểm soát là 26 tiểu bang, Dân Chủ chỉ có 22 tiểu bang thôi. Thì Cộng Hòa thắng, thì lúc đó có thể họ bầu ông Mike Pence. Nó đường nào Cộng Hòa có lợi đó. Đó là do tại sao tuần trước tôi kể quý vị là bà Nancy Pelosi, bà kêu các vị dân cử của bà của trong Hạ Viện của Dân Chủ phải vận động tối đa để làm sao thắng được, không những thắng nhiều mà còn thắng được nhiều ở các tiểu bang, để làm sao mà trong 48 tiểu bang, hôm trước tôi kể quý vị rồi, các anh Pennsylvania với anh Michigan là bỏ bởi vì nó đều, nên nếu hai bên bằng nhau nó không tính, nó phải là lệch, nó phải là số lẻ mới được đó. Thì may ra mới bầu được tổng thống. Đó mình nói cái trường hợp mà ông Trump ông chết sau ngày bầu cử đó. Hoặc là trước ngày bầu cử thì ông Mike Pence cũng lên làm tổng thống thôi, nhưng mà tới ngày 20 tháng Giêng là ông không làm nữa. Rồi bây giờ nó có một kịch bản khác nữa mà hồi nãy tôi nói quý vị,
là nếu ông Trump, ông đắc cử, nhưng ông nằm trong tình trạng hôn mê hoặc gần như hôn mê, ông bị nặng quá, mà vẫn là tổng thống, mà vẫn đang thở, thì sao? Thì nó trở lại cái tu chính án 55 mà hồi nãy trước cái phần quảng cáo tôi kể quý vị. Ông Trump nhất định, tôi không ký giấy chuyển giao quyền hành cho Mike Pence. Còn nội các thì không dám đụng vào rồi, nội các là phe ta không? Sẽ không bắt buộc ông Trump phải trao quyền hành cho ông Mike Pence. Mà lúc ông Mike Pence có muốn đi chăng nữa đó, chưa chắc ông Trump chịu. Thì lúc đó, nó lại là quyền nằm ở trong tay quốc hội mà như nãy tôi giải thích. Là quốc hội 2/3 Hạ viện và Thượng viện phải bỏ phiếu để tuyên bố ông Trump không đủ khả năng điều hành đất nước để chuyển giao quyền hành cho ông Mike Pence. Mà quý vị nhớ là hiện nay Hạ viện do Dân Chủ kiểm soát. Mà ngay cả Dân Chủ kiểm soát cũng chưa chắc có được 2/3 phiếu, bởi vì bên Cộng Hòa phải cần bên phiếu Cộng Hòa. Thành ra cái đó trên thực tế cũng rất khó. Giả sử như Hạ viện thông qua được đủ 2/3, chưa chắc qua Thượng viện có 2/3, bởi vì Thượng viện do Cộng Hòa kiểm soát. Họ cũng không muốn ông Trump giao quyền hành thì sao? Họ cứ để đó. Đấy không? Để cho ông Trump sao? Khi ông thắng cử và ông còn đủ sức, ông chỉ cần tuyên thệ một cái thôi, thì là ông Mike Pence làm tổng thống. Bởi vì ông tuyên thệ xong mà ông chết đó, thì đương nhiên ông Mike Pence kế vị. Đúng chưa? Theo luật đấy, không cần phải làm, không cần phải đưa ra Hạ viện bầu nữa. Giống như tôi nói vừa nãy, cho dù ra Hạ viện Cộng Hòa vẫn có lợi, nhưng mà giả sử sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, mà cái số đại biểu của các cái đoàn đại biểu của năm 48 tiểu bang còn lại đó, mà nếu nó rơi vào tay Dân Chủ thì sao? Thì Dân Chủ thế nào cũng bầu tổng thống, đúng không? Thì lúc đó Cộng Hòa sẽ không để chuyện đó xảy ra, mà ráng giữ sao cho ông Trump vẫn còn thoi thóp hay là thở để ông tuyên thệ. Bởi vì tuyên thệ không cần phải ra cái tiền đình của quốc hội. Theo tôi hiểu là nằm trên giường tôi tuyên thệ vẫn được. Chỉ cần cái ông chủ tịch tối cao viện là John Roberts, ông đi vào, ông cầm cuốn Bible, ông đọc câu tuyên thệ là truth defend đất nước, so help me God, cái ông này chỉ cần là I do là được rồi. Đấy không? Và ông I do xong ông đai cái là ông kia làm, ông Mike Pence lên làm tổng thống. Tôi đang nói trường hợp là ông Trump thắng cử nha. Nhớ, như nhắc quý vị nhớ, quên ông Biden như chúng tôi. Thế giờ rắc rối không? Thì lúc đó ai xác nhận là ông Trump còn tỉnh táo là cả một cái chuyện trận chiến như là pháp lý kinh hoàng luôn. Trận chiến pháp lý kinh hoàng luôn. Bởi vì có thể ông nằm ông chưa tắt thở và có thể ông còn tỉnh. Thì lúc đó hai bên sẽ phải đấu đá với nhau. Bác sĩ nào vô xác định là ông còn tỉnh táo, hoặc là ông John Roberts trong vai trò chủ tịch tối cao pháp viện cho ông Trump tuyên thệ, làm sao xác nhận định được ông Trump còn tỉnh táo. Nếu mà ông nói là ông Trump không tỉnh táo thì coi như ông Mike Pence không được làm tổng thống, tức là không thể tuyên thệ được. Thì lúc đó là Hạ viện bầu, mà Hạ viện giả sử lúc đó nằm trong tay mà của Đảng Dân Chủ, tức là Đảng có Dân Chủ kiểm soát đa số các tiểu bang, thì có phải họ có nhiều phiếu hơn không? Bởi vì 50 tiểu bang đầu bầu mỗi tiểu bang một phiếu thôi. À, cái chuyện đây là mình nói trên lý thuyết thôi, để chúng ta hiểu thôi. Chứ chuyện đó rất khó xảy ra. Nhưng mà tôi biết hiện nay là người Mỹ họ đang chuẩn bị tất cả những cái đó. Quý vị biết không, cái hôm rồi mà khi mà ông Trump mà bị Covid-19 dương tính, máy bay rồi các thứ Mỹ là nó chuẩn bị hết. Cả vấn đề phòng thủ luôn. Nước Mỹ họ tính toán ghê lắm. Mà cái đó mình không biết. Nhưng mình tôi đang nói về cái vấn đề chính quyền đây. Để làm sao họ không bao giờ có một giây phút nào mà không có người lãnh đạo. Cho nên cái trường hợp giả thiết, cái kịch bản mà đưa ra là ông Trump sẽ phải tuyên thệ. Tôi nhắc quý vị, lúc đó giả sử ông Trump chỉ còn tỉnh táo, bảo bây giờ tuyên thệ xong tôi chết cũng được. Tôi tuyên thệ tức là tôi trở thành tổng thống ngay thời điểm tôi tuyên thệ. Sau tôi chết là ông Mike Pence tự động lên làm tổng thống luôn, ngồi 4 năm luôn. Mà nếu mà ông chết trước đó thì kẹt, ông Mike Pence không làm tổng thống. Thì đó là những cái kịch bản mà người ta bảo là trên lý thuyết thôi, chứ còn có lẽ là chưa, không thể ra. Nhưng mà nước Mỹ họ không bao giờ họ từ bỏ bất kỳ cái gì. Họ đều phải tính toán những kịch bản mà gọi là ghê gớm nhất. Thì đây là một trong những kịch bản có thể xảy ra, để chúng ta hiểu là cái chuyển giao quyền hành như thế nào. Nước Mỹ độc đáo ở chỗ đó. Và đó điều đáng chú ý trong tuần qua gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.